Xin chào anh em, chúng mình đã trở lại và bây giờ trời đang nắng rất to, lúc này là 3 giờ chiều các bạn ơi. Đấy, rất đông các bạn trẻ đang chơi bóng ở đây. Hôm nay sẽ là một trận bóng đá vô cùng thú vị. Mình đã mang ra đây một thứ vô cùng đặc biệt, đó là một cuộn giấy. Mình vừa xem là một video của Neymar tâng một cuộn giấy luôn các bạn ạ, cực kỳ đẳng cấp các bạn thấy không? Đấy, có thể tâng một cuộn giấy luôn. Nên là quyết định lấy cuộn giấy đây, hôm nay mình thử xem là Duy Trung và mình liệu tăng được như Neymar không các bạn nhé. Và sẽ rất nhiều phần thi thú vị nữa, các bạn đừng quên là bấm like và chia sẻ đăng ký kênh của mình anh nhá. Và đây chính là trở lại của Trung Bia Duy Trung. Yes, hôm nay chơi chung một đá bóng xong các bạn ạ, đang rất nóng. Hôm nay sẽ đấu chung một cái game cực khó luôn. Ôi anh ơi, chơi sao? Gì là chơi nhưng mà vẫn phải chảy nước gì đó. Nước gì? Nước hôm trước đi. Hôm trước à? Lon nước hôm trước gì? Đúng rồi. Đây, ok chưa? Ai à? Có luôn thôi bảo điêu. Đang khát. Được chưa? Bóng xong. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chơi tầng thi với cả cuộn giấy toilet. Ok không? Anh nói lại. Cuộn giấy toilet vệ sinh. Vâng, làm sao được? Bây giờ chúng ta sẽ tầng thi nhá. Anh sẽ lấy ra. Được. Hai người tầng thi. Ai mà thua, luôn. Ai tầng kém hơn thì sẽ bị rớt 5 cái. 10 cái cho máu. Ok. Này hơi căng nhờ. Chơi. Uống nước đây rồi chơi. Đây nhá, cuộn giấy đây nhá, chung lấy đi. Ok không? Cuộn giấy mới cứng anh vừa ăn cắp ở nhà anh ra. Đấy, đừng có bóc mà tung ra là không ấy đâu. Anh không giữ vợ anh chửi. Kệ. Em về em mách chị Huyền. Ok anh, bây giờ là mỗi người sẽ được thử một lần rồi không? Phải. Ai tăng được nhiều hơn người đấy thắng. Trời. Không được, không chơi thử luôn, không chơi thử. Không chơi thử. Ok được. Không? Em chỉ sợ anh tăng thử ở nhà thôi anh lên anh chơi với chưa? Em. Chưa. Quận này nguyên tem chưa bóc về. Thạch. Rồi tăng lên nào. 20 quả luôn đây này. Thạch. Về đi em. Tăng lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cố tay đi anh em, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rơi đi. Bao nhiêu quả, bao nhiêu quả? 24 quả. Bao nhiêu? 22. Bao nhiêu quả anh em? 24. Các bạn comment này, 22, 24. Bao nhiêu quả? Các bạn comment xem bao nhiêu quả nào. Anh em comment xem bao nhiêu quả. 20 24 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
cô đâu tập cấm đâu, để tăng gì được đúng không? Tăng gì được? Thật xấu. Hết 10 cái đi, 10 cái nhá. Anh em đếm nào. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muốn phục thù không? Có chứ. Bây giờ chơi game 2 đi. Game gì ấy? Hất gáy. Giữ con này trên gáy hất lên đỡ lại. Chơi không? Chơi không? Em đùa em. Thử nữa nào. Đố không làm cần thử. Thách đèm 5 quả. Thách đèm 5 quả. Quả này cực khó luôn các bạn ạ. Chắc chắn là chung sẽ không thể làm được. Sẽ không thể làm được. Đấy được chưa? Cho thêm 2 lần nữa. Cực khó luôn. Ôi giời ơi, tôi biết gái của cậu ở đâu mà. Tưởng thế nào? Tưởng à, 1 lần, 2 lần, 5 lần cơ mà. À, 3 thôi. Đố lên. À, có chỉ đúng rồi. Thôi thế thôi. Mình đi lên viện rồi. Ba quả, ok. Khá đấy. Sẽ là game đầu thứ hai. Thủ môn Đặng Văn Lâm, Nhí Hiếu Béo sẽ bắt gôn. Và chúng ta sẽ sút bóng bằng cuộn giấy này. Sẽ sút từ đây các bạn nhá. Và mỗi người sẽ sút một cú vô lê bay thẳng vào gôn. Để xem là Hiếu bắt bao nhiêu quả nhá. Sẵn sàng chưa Hiếu? Rồi, như vậy chúng ta ở đây có tất cả là 10 bạn tất cả. Nếu như em bắt được trên 5 quả em thắng nhá. Ok không? Rồi. Xuống đi Trung. À, Trung đang lừa Hiếu.
Ôi trời ơi. Ôi không thể tin nổi như thế, chúng tôi đã ra ngoài. Rồi, sẵn sàng nha em. Giấy gì hả anh? Giấy này, giấy chui à? Chui mô mà. Chui gì cũng được. Rồi đá đi. Chui gì cũng được. Sút. Ôi trời ơi, có vẻ như là game đấu này quá khó. Từ đây giờ. Rồi, tiếp theo là sự trở lại của Hải The Boy với cuộn giấy trên tay. Hải sẽ chùi như thế nào đây? Rồi, Hải chùi đi. Chùi đi anh ạ. À, thế à? Chùi đi về đáo. Đúng rồi, sút em. Wow! Như vậy là thông tin của chúng ta. À. Mày ghi bàn lại đi lại là sao? Tỷ số đang là 2-1 rồi. Người tiếp theo, anh tên là gì? Chú Việt. Sẵn sàng Việt. Ba, tuyệt vời, tuyệt vời, hay quá, tuyệt vời, chúc mừng sao? Rất là vui ạ. Chú bị bắt một cú hôm nay vào ghi bàn luôn. Rồi như vậy tỷ số đang được cân bằng 2 đều rồi. Tỷ số đang là 2 đều. Rồi người tiếp theo. Em tên là gì? Hoàng Anh. Hoàng Anh đúng không? Chưa thủ môn đúng không? Hoàng. Chưa thủ môn bây giờ Hoàng xuất. Ôi trời ơi, đáng lòng quá. Không vào. Tiếp theo nào, người tiếp theo. Rồi chàng trai này là đến từ Los Angeles à? Có phải là Ibrahim đúng không? Đã sàng chưa? Sút. Oh my god. Như vậy là tỷ số đang là 4-2 rồi. Nhưng về Hiếu Béo. Rồi chàng trai đến từ Barcelona. Messi chăng? Tự tin không? Tự tin không? À Messi bị tụt quần. Tập trung nhé, tập trung nhé, bây giờ sút đi, sút nhé. Từ từ nào, lấy ra đi. Sẵn sàng chưa? Messi, sút. Messi. Ôi, bắn chim rồi. Rồi, tỷ số đang là 5-2 à? Lại một trận chơi Messi nữa. Đây, bạn này Messi thật này. Áo chiếc Messi luôn. Đấy. Sút. Trời ơi. Có vẻ như Messi chúng ta thường xuyên đá phạt xa như vậy. Bay cả giấy rồi. Bay cả giấy rồi các bạn ơi. Đây. Giấy con bay ở đây rồi các bạn ơi. Không thể tin rồi. Bây giờ chàng trai đến từ Bay Munich. Sút. Ôi my god. Oh, trời ơi, không thể tin rồi. Các bạn ý đang phá con giấy tôi rồi các bạn ơi. Trời ơi, không thể tin rồi. Như vậy tỷ số đang là 7-2 đúng không? Sút nhẹ nhàng thôi nhá. Tập trung từ từ, bây giờ bảo sút thì sút. Sút nhanh quá. Đã sang chưa? Sút. Ôi giời ơi. Ôi cuối cùng nào. Club màu da cam. Club màu da cam. Sút. Vọt xa rồi. Có vẻ như game đấu này rất khó. Và như vậy là game đấu này thì Đặng Văn Lâm như chúng ta Hiếu Béo thắng. Ok. Nhưng bây giờ mọi người đá đều không vào hết. Bây giờ mình sẽ đá thử xem sao. Không như Hiếu Béo. Ok. Yes. Thế mày làm gì đã ghi bàn? Quận giấy của mình bây giờ còn một nửa quận đây các bạn này. Nãy rất dày bây giờ còn một nửa thôi vì đá các bạn đã rụng hết ra ngoài rồi. Rất là vui các bạn ơi, một clip thật sự là quá hài hước và có thú vị với quận giấy chúng mình, đúng không các bạn? Các bạn đừng quên là bấm like và chia sẻ video để ủng hộ chúng mình nhá. Bye bye mọi người, rất là vui luôn.